công ty bất động sản có tỷ lệ hấp thụ các dự án rất cao, kể cả trong giai đoạn thị trường khó khăn. Và đến hiện nay thì doanh nghiệp vẫn mở bán tốt các dự án của mình và có các dự án gối đầu đủ điều kiện bàn giao trong vòng 3 năm tới. Công ty chúng tôi muốn nhắc tới ở đây là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia với mã cổ phiếu AGG. TB Buddy, đối tác đầu tư thân thiện, sản phẩm đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Vâng, xin chào quý nhà đầu tư và quý vị khách hàng đã quay trở lại với cả chương trình khuyến nghị cổ phiếu của chúng tôi. Ngày hôm nay sẽ là một cổ phiếu về dòng bất động sản, là một cái dòng cũng đã và đang thu hút rất nhiều dòng tiền của giới đầu tư từ trước tới nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia với mã cổ phiếu là AGG. Một cổ phiếu mà theo chúng tôi đó chính là hội tụ đủ rất nhiều những cái yếu tố để mang lại được những cái lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm nay cũng như là sang năm 2024, và từ đó có thể là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt cho quý nhà đầu tư. Và ngồi cạnh tôi đây là bạn Nguyễn Thị Thu Phương, chuyên viên phân tích và tư vấn đầu tư chuyên mảng bất động sản của chúng tôi. Tôi là Hoàng Tuấn Anh, trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Pram, công ty cổ phần chứng khoán KBSV. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé. Dạ vâng. Xin mời Phương giới thiệu qua về công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia. Dạ vâng. Đầu tiên thì về tổng quan doanh nghiệp một chút, thì là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia thì được thành lập vào năm 2006 và chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần vào năm 2012 với mức vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Và từ năm 2012 đến nay thì An Gia đã liên tục tăng vốn điều lệ của mình, và cho đến thời điểm cuối năm 2022 thì vốn điều lệ của công ty đạt là 1.251 tỷ đồng. Và cái hình thức tăng vốn của công ty thì thông qua hình thức là thưởng cổ phần, tức là ESOP, và hoán đổi khoản vay cho các cái đối tác tài chính của mình như là Chris Group. Và doanh nghiệp thì hiện tại thì đang hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực là bất động sản nhà ở và condotel, với việc sở hữu quỹ đất lên tới hơn 100 hecta với tổng cộng là 11 dự án, và tập trung thì chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, với các dự án tiêu biểu như là The Garden, The Sóng, The Standard hay là The Westgate là dự án trọng điểm của năm 2023. Như vậy là những cái dự án này thì thuộc phân khúc hạng gì của các cái nhóm ngành bất động sản? Các dự án, các cái sản phẩm của An Gia thì thường tập trung vào phân khúc trung cấp với giá bán trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45 triệu trên một mét vuông anh ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta có một số những cái thông tin tổng quan ban đầu, đó là bất động sản An Gia thì cũng đã có tên trên bản đồ bất động sản Việt Nam và hoạt động trên dưới 10 năm nay rồi. Và cái cách thức mà họ tăng vốn cũng như là họ có thể huy động được nguồn tài chính thì cũng khá là đặc biệt, đúng không? Đó chính là ESOP cổ phần đối với cả các cái đối tác tài chính và các cái đối tác làm ăn cùng họ. Cái mặt khác thì chúng ta cũng cần nhìn vào một cái con số rất là đặc biệt, đó chính là gần như là tất cả các cái dự án của AGG thì đều tập trung vào nhóm khách hàng phân khúc trung cấp. Thì đó là những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ về cổ phiếu này. Đây là một cổ phiếu rất là đặc biệt. Vậy thì hãy đi sâu vào và chúng ta cùng nhìn về hoạt động kinh doanh. Xin mời Phương. Vâng. Để điểm qua chút về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì trong quý 2 năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.676 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là doanh thu bán và cho thuê căn hộ dài hạn chiếm đến 99% cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Doanh thu từ dịch vụ môi giới, tiếp thị và các dịch vụ khác chỉ chiếm 18 tỷ đồng. Và cũng trong quý 2 năm 2023 thì doanh nghiệp chủ yếu bàn giao 665 căn hộ của hai tòa tháp là Sen và Danwit thuộc dự án The Westgate, và một số ít các căn hộ khác tại các dự án đã bàn giao cho năm 2022 như là River Panorama hay Sky 89, The Sóng và The Standard. Và biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thì đạt 23%, với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý 2 năm 2023 đạt 76 tỷ đồng, giảm 36,13% so với cùng kỳ. Và tính đến hết quý 2 năm 2023 thì doanh nghiệp đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của đông công ty mẹ. Vâng, như vậy là cùng với cả các cái sự khó khăn của nhóm ngành bất động sản nói chung thì kết quả kinh doanh cũng của AGG thì cũng đã ghi nhận những cái con số suy giảm rất là rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vào một cái thực tế, đó chính là ở thời điểm cùng kỳ quý 2 năm 2022 thì là những cái giai đoạn mà rất là tốt của nền kinh tế nói chung, và các cái nhóm ngành bất động sản thì cũng ghi nhận ồ ạt liên tục những cái kết quả kinh doanh từ các cái dự án chủ yếu và điểm nhấn của họ. Và cũng như tất cả các cái doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản nói chung thôi, thì với một cái nền cao của quý 2 năm 2022 thì năm nay chúng ta sẽ nhìn nhận là phải ghi nhận những cái bước giảm. Ví dụ như là của AGG thì giảm 38,1% doanh thu so với cả cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận thì giảm 36,13%.
Tuy nhiên chúng ta cũng lại nhìn vào một cái mặt khác, đó chính là kế hoạch của AGG thì cũng khá là khiêm tốn, cho thấy sự chuẩn bị của ban lãnh đạo trong năm nay, khi mà với cái mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đạt gần 100 tỷ đồng thì năm nay hiện tại đã đạt được 81% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm rồi. Thì như vậy là chúng ta cũng có thể nhìn nhận là khả năng năm nay là sẽ vượt kế hoạch rất là cao với AGG. Vậy thì nhìn sâu hơn vào hoạt động kinh doanh thì chúng ta hãy nói đến tài chính và nợ vay đi. Thì nợ vay và tài chính của AGG có điểm gì đặc biệt không? Vâng, về hoạt động tài chính của doanh nghiệp thì cái chỉ số vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu thì có xu hướng giảm bắt đầu từ cuối năm 2021 và đạt ở mức là 0.4 đến 0.5 trong nhiều quý liên tiếp và thấp hơn rất là nhiều so với các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành. Bởi vì doanh nghiệp thì chủ yếu hoạt động với hình thức là vay góp vốn, do vậy thì cái lãi suất vay đối tác của doanh nghiệp thì thường khá là thấp, và theo như em có trao đổi với lại phòng quan hệ cổ đông của doanh nghiệp thì cái mức lãi suất mà doanh nghiệp vay từ đối tác thì sẽ có thấp hơn ngân hàng rất là nhiều. Do vậy đây cũng là một lợi thế của AGG. Và trong cái cơ cấu nợ thì nợ ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng lớn trong cái cơ cấu nợ này, và chủ yếu thì thường là đến từ cái mục là người mua trả tiền trước. Và trong quý 2 năm 2023 thì khoản mục người mua trả tiền trước thì ghi nhận là hơn 2.650 tỷ đồng, và chủ yếu là các khoản tiền mua nhà trả trước của dự án The Westgate. Với các khoản người mua trả trước này thì là những cái khoản mà khách hàng đã trả 65% giá trị hợp đồng mua bán. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là cái khoản người mua trả tiền trước này chính là cái phần doanh thu chờ được ghi nhận trong các quý các năm tiếp theo của để dành đấy, đúng không? Đấy là của để dành của doanh nghiệp, đúng không? Và một điểm khi mà quý vị nhà đầu tư nhìn vào cái cơ cấu tài sản của một doanh nghiệp bất động sản, cụ thể là AGG, thì có thể thấy là hàng tồn kho của doanh nghiệp thì chiếm một tỷ trọng tương đối khá là lớn trong cơ cấu tài sản. Với hàng tồn kho tại thời điểm là quý 2 năm 2023 thì ghi nhận đâu đó khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, và chủ yếu là đến từ các dự án là Dưa Sóng và The Westgate. Thì cái hàng tồn kho này được ghi nhận khi nào? Đây là khi nhận mà doanh cái hàng tồn kho thì được ghi nhận là khi mà doanh nghiệp đã hoàn thành cái cơ sở hạ tầng của dự án rồi, đã mở bán rồi và chưa bàn giao nhà cho các khách hàng thì vẫn sẽ ghi nhận vào mức hàng tồn kho. Và khi mà đã bàn giao chìa khóa nhà cho khách hàng ấy, là tức là khách hàng đã trả được 90-95% cái giá trị hợp đồng mua bán ấy, thì khoản mức hàng tồn kho nó sẽ giảm, bắt đầu ghi nhận vào doanh thu. Như vậy thì chúng ta nhìn ra được hai cái kết luận ở đây. Thứ nhất đó chính là cái hệ thống các cái dự án mở bán của AGG trong năm nay, đó chính là The Westgate là chủ yếu, đúng không? Là một trong những cái dự án ở trong các cái dự án có thể ghi nhận trong năm nay và năm 2024 thì có cái tiến độ mua hàng cũng rất là tốt, thể hiện ở hàng tồn kho cũng như là các cái cơ cấu nợ. Và ở một cái mặt khác thì cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ dài hạn thì của AGG đang có một cái hình thức rất là ưu việt khác hơn so với cả những cái doanh nghiệp cùng ngành bất động sản. Vì sao? Vì với một cái doanh nghiệp bất động sản thì thông thường họ sẽ phải vay nợ rất là nhiều, tỷ trọng cơ cấu nợ trên tổng tài sản hoặc là nợ trên tổng vốn sẽ cao, rất là cao, và từ đó gây áp lực đến cho các cái doanh nghiệp bất động sản trong cái suốt khoảng thời gian cuối năm 2022 cho đến tận thời điểm hiện tại. Nhưng mà với một cái cách mà huy động vốn rất thông minh của AGG thì AGG gần như đứng ngoài cái cuộc khủng hoảng của cuối năm 2022 vừa rồi, và đây cũng chính là một trong những cái doanh nghiệp mà có tình hình tài chính tốt nhất trong nhóm bất động sản của Việt Nam. Vậy thì đó là những cái thông tin sơ qua về tình hình tài chính này, hoạt động kinh doanh và các cái thông tin tổng quát của AGG. Vậy thì chúng ta đến với cái phần mà quý khán giả cũng chờ đợi nhất, đó chính là điểm nhấn đầu tư nhé. Thì theo Phương, chúng ta có những cái điểm nhấn đầu tư nào đối với cổ phiếu này? Đối với cổ phiếu AGG thì chúng ta cần tập trung vào hai luận điểm đầu tư rất là quan trọng của doanh nghiệp. Đầu tiên chính là việc là chiến lược phát triển bền vững của AGG là động lực tăng trưởng trong chung và dài hạn cho chính doanh nghiệp này. Với thị trường chủ yếu của An Gia thì tập trung chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận như là Bình Dương hay là Bà Rịa Vũng Tàu với các sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp. Thì tuy nhiên các sản phẩm này là có chất lượng rất là tốt, cảnh quan thì và tiện ích thì được hoàn thiện khá là tốt với các nhà thầu xây dựng rất là uy tín như là Recon hay là Cotecom. Do vậy nên là cái tỷ lệ hấp thụ các dự án của doanh nghiệp thì thường đạt mức khá là cao, có những dự án lên tới 90-95% tỷ lệ hấp thụ ngay những cái năm đầu tiên mở bán. Và chiến lược đầu tư của AGG thì sẽ thường hợp tác với các đối tác tài chính như là Chris Group và Newtecon để phát triển các quỹ đất. Và cấu trúc giữa AGG và đối tác thì thường là 50,1% và 49,9%. Có những dự án thì sẽ đặc biệt hơn một chút, tức là vốn của AGG bỏ ra chỉ đâu đó khoảng tầm 20-30%, còn lại là đối tác thì thường là 80% cổ phần, và cái phần khoảng 20% mà AGG phải nộp ấy
thì AGG sẽ vay trực tiếp từ đối tác với lãi suất ưu đãi luôn, và sẽ thông qua các hình thức như là cổ phần ưu đãi hay là các khoản vay chuyển đổi. Do vậy thì cái lãi suất như là em đã chia sẻ phần trước là cái lãi suất thì sẽ thấp được, hơn rất nhiều so với lại và thêm một điểm nữa là cái quỹ đất là một cái điều mà rất là quan trọng đối với lại các doanh nghiệp bất động sản. Thì quỹ đất của doanh nghiệp của AGG thì thường là những cái quỹ đất sạch thông qua việc đấu giá như là The Squared Gate là dự án trọng điểm của năm 2023, và các hoặc là các quỹ đất có sẵn pháp lý như là The Standard là một cái dự án cực kỳ lớn của doanh nghiệp trong năm 2022 và đã mở bán rồi. Và do vậy thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là đối với những cái quỹ đất sạch thì doanh nghiệp thì sẽ không gặp khó khăn quá là nhiều trong các cái quy trình xây dựng, các quy trình xin cấp phép xây dựng hay cấp hay là các quy trình về xin phê duyệt các quy định như là 1/500, 1/2000. Yeah. Do vậy thì sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ mà xây dựng và bàn giao tới khách hàng, nhanh chóng thu nhận lại doanh thu cho doanh nghiệp nhanh hơn. Như vậy thì nhà đầu tư cũng có thể hiểu đây không phải là bánh vẽ từ quỹ đất, mà AGG có những cái quỹ đất rất là sạch và rất là rõ ràng, đúng không? Tôi xin tóm tắt lại một chút với cả những cái quan điểm đầu tư của luận điểm đầu tư thứ nhất bạn Phương vừa đưa ra. Đó chính là việc đầu tiên, chính là doanh nghiệp này có một cái hệ thống quỹ đất rất là sạch, rất là chắc chắn và có cái kế hoạch doanh thu gối đầu từ nay đến năm 2028. Nó thể hiện được cái sự ổn định và an toàn của cổ phiếu này, là một cổ phiếu bất động sản rất là tốt. Thứ hai, đó chính là xét về cơ cấu vốn thì họ có một cái cách làm việc rất là thông minh khi để mà huy động vốn. Thay vì họ vay từ ngân hàng với một cái mức lãi suất ở nền lãi suất rất là cao như năm 2022 và đến tận nửa đầu năm nay vẫn là ở một cái mức rất là cao, thì họ làm việc trực tiếp với cả các cái bên đối tác về mặt tài chính, và họ làm bằng cách là gì? Ta chia sẻ phần lợi nhuận, đúng không? Khi mà đối tác tài chính cũng là cổ đông của một cái pháp nhân để phát triển dự án này. Do đó thì đối tác tài chính thì cũng được lợi đơn lợi kép, đó chính là vừa cho AGG vay với một cái lãi suất preferred share rất là tốt, và mặt khác thì cái đối tác tài chính đấy cũng sẽ được hưởng một cái phần lợi nhuận sau khi mà đã bán được cái dự án này. Còn về phía An Gia thì sao? Đương nhiên rồi, đó chính là cái phần lãi suất mà phải trả cho các cái đối tác tài chính thì sẽ tốt hơn lãi suất ngân hàng rất là nhiều, và từ đó thì An Gia có một cái tiềm lực tài chính cực kỳ vững mạnh để mà phát triển được với các cái dự án của mình. Phần cuối cùng thì cũng không kém phần quan trọng, đó chính là gì? An Gia đã và đang thực hiện những cái dự án thuộc phân khúc hạng trung cấp. Đây là một cái phân khúc mà đã và đang được đẩy mạnh rất là nhiều sau khi mà các cái thông tư và các cái chính sách vĩ mô của chính phủ được đưa ra để nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản. Bởi vì những cái phân khúc này thì sẽ đánh được đến tập hợp các cái khách hàng nhiều hơn và tốt hơn so với cả các cái tập hợp các cái phân khúc các bất động sản cao cấp hoặc là bất động sản nghỉ dưỡng, condotel vân vân. Thì đó chính là những cái ưu điểm của An Gia ở trong cái thời điểm này mà chúng ta, theo tôi nghĩ thì chúng ta rất là nên đầu tư với cái luận điểm đầu tư này. Vậy thì luận điểm đầu tư tiếp theo, luận điểm thứ hai thì là gì hả Phương? Bằng luận điểm đầu tư rất là quan trọng của An Gia trong thời gian tới chính là cái việc là doanh thu trong năm 2023, trong nửa cuối năm 2023 sẽ được ghi nhận một cái tương đối chắc chắn, chủ yếu đến từ dự án The Westgate, và các dự án của doanh nghiệp thì có những cái dự án đã cúi đầu bàn giao đến hết năm 2028. Và hiện tại thì tổng quỹ đất mà doanh nghiệp đang phát triển và đang sở hữu là 33 ha và chủ yếu là tập trung ở các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Và An Gia là một trong số ít những cái doanh nghiệp bất động sản trong cùng khu vực có tỷ lệ sở hữu quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh đạt mức rất là cao, lên tới 91,09%, trong khi đó Nam Long thì chỉ đâu đó khoảng hơn 50% thôi, cũng là một doanh nghiệp có cùng cái dạng chiến lược và cũng cùng hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì hiện tại thì doanh nghiệp thì đang có 5 dự án đang phát triển và có thể ghi nhận doanh thu từ năm 2023 đến năm 2028. Trong đó, trong nửa cuối năm 2023 thì chúng tôi kỳ vọng rằng là doanh nghiệp có thể ghi nhận cái phần thêm hơn 4.000 tỷ đồng tới từ việc bàn giao toàn bộ những cái căn đã bán từ dự án The Squared Gate, đâu đó khoảng là 1.949 căn hộ, và phần còn lại là 107 căn hộ sẽ được ghi nhận trong quý 1 năm 2024. Và có thể thấy rằng là trong nửa đầu năm 2023 thì cái dự án The Westgate đã chiếm đến đâu đó khoảng 86% trong cái cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp rồi. Và đây là một cái dự án mà đã được mở bán từ năm 2022 và đến năm 2023, bắt đầu từ đầu năm 2023 thì doanh nghiệp đã hoàn thành xong các cơ sở hạ tầng và bắt đầu bàn giao cho khách hàng. Thì khi mà bàn giao cho khách hàng và khách hàng trả tiền được 90-95% cái giá trị hợp đồng mua bán thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu, và chúng tôi kỳ vọng rằng là trong nửa cuối năm tới thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục bàn giao nốt hai cái tòa tháp còn lại
hạn của dự án này và sẽ ghi nhận toàn bộ cái phần, gần như là toàn bộ cái phần doanh thu đó, khoảng hơn 4.000 tỷ. Và sẽ đây sẽ là một cái dự án đóng góp cực kỳ lớn cho doanh nghiệp trong năm 2023. Và chính xác thì như vậy là cái này thì tôi cũng xin phép là chia sẻ thêm với quý nhà đầu tư, đó chính là cái việc là các doanh nghiệp bất động sản thì thông thường sẽ có một cái kế hoạch để ghi nhận doanh thu rất là rõ ràng khi mà thị trường chưa được thực sự ủng hộ, cũng như là các cái môi giới bất động sản ở thời điểm hiện tại thì cũng đã dừng công việc của họ rất là nhiều. Tức là gì, các cái mức giá thì hiện tại đang rất là khó có thanh khoản, thì các doanh nghiệp bất động sản lớn thông thường có cái xu hướng là họ sẽ ém doanh thu lại và chờ đợi những cái thời điểm thị trường bùng nổ thì họ có thể bán ra với biên lợi nhuận gộp tốt hơn. Thế nhưng mà An Gia thì lại không làm như vậy, bởi vì họ có được một cái lượng hấp thụ rất là đều qua các năm. Và hãy nhìn theo cái câu chuyện của luận điểm đầu tư thứ hai của chúng tôi, thì đầu tiên là Westgate, nửa cuối năm 2023 chúng ta sẽ có khoảng trên dưới 4.000 tỷ nữa, đúng không? Đúng rồi. Sang đến năm 2024 thì sao? Lại có dơ gió với 3.000 căn của Di An Bình Dương, tổng diện tích là 3,0 hecta và sẽ dự kiến bàn giao toàn bộ trong năm 2024. Vậy thì còn xa hơn nữa thì sao? Xa hơn nữa thì có hai quỹ đất rất là tiềm năng của doanh nghiệp ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta đang kỳ vọng rằng là cái câu chuyện là Bình Chánh sẽ lên thành phố vào năm 2025. Đấy là một câu chuyện của những năm sau thôi, nhưng mà đây cũng là một điều rất là đáng nói, bởi vì cái dự án BC27 của doanh nghiệp lên tới 27 hecta, đây có thể coi là một quỹ đất lớn nhất của An Gia từ trước tới giờ. Và hiện tại thì dự án hai quỹ đất là BC27 và BC3.2 thì chỉ đang vướng mắc một chút pháp lý nữa, là đâu đó khoảng 7.000 mét vuông là vướng pháp lý, do là đây là đất kênh rạch do nhà nước quản lý. Và chúng tôi kỳ vọng với các cái thông tư mới, các cái nghị định mới của nhà nước trong cái việc là tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thì sẽ thúc đẩy cái việc là đẩy nhanh giải quyết cái điểm nghẽn pháp lý của dự án BC27 và dự án BC3.2. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là hai dự án này sẽ được phê duyệt quyết định 1/500 là vào quý 3 năm 2025, và dự án BC3.2 sẽ được phê duyệt quyết định 1/500 sớm hơn là vào quý 1 năm 2025. Đây có thể coi là một quỹ đất gọi là cực kỳ tiềm năng, rất là tốt đúng không, và rất là lớn. Và như vậy thì chúng ta khá là yên tâm về doanh thu và cũng như lợi nhuận của An Gia trong những cái năm 2023, 2024 và thậm chí là đến cả 2028. Và ở đây chúng tôi có ghi nhận thêm một cái biểu đồ biên lợi nhuận gộp của An Gia so với cả những cái doanh nghiệp cùng ngành. Ví dụ như là chúng tôi đang lấy là Nam Long này, Đất Xanh, Khang Điền, DIG và HDC. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái màu xanh lá cây là màu của An Gia thì biên lợi nhuận gộp rất là thấp, tuy nhiên lại giữ được ổn định. Vì sao? Vì An Gia tập trung vào phân khúc khách hàng trung cấp. Có thể ở những cái thời điểm mà tăng trưởng mạnh mẽ thì An Gia sẽ không có được cái ưu thế về biên lợi nhuận gộp như các cái doanh nghiệp. Nhưng quý vị hãy nhìn vào trong năm 2021 và 2022, gần như tất cả các doanh nghiệp biên lợi nhuận gộp đều có một cái mức giảm rất là rõ nét và rất là mạnh. Thì An Gia lại không, họ giữ được một cái biên lợi nhuận gộp rất ổn định, và thậm chí là đến đầu năm nay thì họ lại đang có cái dấu hiệu gia tăng dần ở biên lợi nhuận gộp. Thì đó chính là một cái điểm ưu việt của An Gia trong những cái năm khó khăn này của thị trường bất động sản. Và đó chính là cái luận điểm thứ hai của chúng tôi khi mà mới An Gia có một cái kết quả kinh doanh rất là tốt và có một cái kế hoạch rất là đầy đủ từ nay đến năm 2028. Vậy thì chúng ta còn những cái thông tin gì không về các cái nguồn cung cũng như là doanh thu từ nay đến 2028 của An Gia? Vâng, có một điểm tích cực cho thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam, đấy chính là tại khu vực phía Nam thì nguồn cung mới thì đang có sự gia tăng, có sự phục hồi. Theo thống kê là cái nguồn cung trong quý 2 năm 2023 đã có sự gia tăng nhẹ là 33% so với quý 1 năm 2023. Và theo báo cáo thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và địa phương phụ cận trong quý 2 năm 2023 từ DKRA, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận thì ghi nhận nguồn cung từ 15 dự án mới với khoảng 1.826 căn hộ. Và trong đó có 4 dự án mới và 11 dự án đang trong giai đoạn mở bán tiếp theo. Và tỷ trọng phân khúc hạng C, tức là cái phân khúc trung cấp ấy, thì đang gia tăng đáng kể và chiếm tới 39% nguồn cung mới của toàn thị trường. Và phân bổ chủ yếu thì tại các cái thành phố như Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một. Và mặt khác thì thị trường thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu rất là lớn cho cái phân khúc trung cấp này, nhưng lại cái phân khúc này thì mặc dù có sự gia tăng về nguồn cung nhưng vẫn có sự thiếu hụt rất là đáng kể so với lại cái nhu cầu của thị trường cho đến thời điểm hiện tại. Do vậy thì các dự án của An Gia thì thường tập trung chủ yếu lại các cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là những cái vùng gọi là vùng trọng điểm, rất là cần các cái phân khúc trung cấp này, đúng không? Vậy nên là chúng ta kỳ vọng rằng là khi mà có những cái vị trí đắc địa như vậy, khi mà nhu cầu thị trường đang thiếu hụt như vậy và những cái giá bán của An Gia thì rất là phù hợp, đâu đó khoảng chỉ có 40 đến 45 triệu trên một mét vuông thôi, thì sẽ
càng đẩy mạnh hơn nữa cái sự tiêu thụ của Anza tại những cái thị trường phía Nam này. Vâng, như vậy là hai luận điểm đã nói lên những cái điểm ưu điểm rất là tốt của Anza. Thì như vậy thì chúng ta để mà đầu tư vào Anza thì chúng ta sẽ cần có một cái con số đúng không? Vâng. Thì hãy đến phần định giá. Thì theo quan điểm của Phương, chúng ta sẽ định giá với cổ phiếu này như thế nào? Vâng, đầu tiên là với những cái luận điểm ở trên, với những cái tiến độ bàn giao đâu đó, chúng tôi ước tính rằng là trong năm 2023 sẽ bàn giao đâu đó khoảng tầm 2.000 căn hộ nữa, chủ yếu là tại dự án The Square Gate, thì doanh thu thuần dự phòng năm 2023 sẽ đạt đâu đó khoảng tầm là 6.359 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,74% so với năm 2022, và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sẽ đạt là 494 tỷ đồng, tăng hơn rất là nhiều so với con số là 19 tỷ đồng trong năm 2022. Và với việc định giá cổ phiếu Anza thì chúng tôi sử dụng phương pháp định giá là RNAV để định giá cổ phiếu này. Với các cái giá trị của từng dự án thì chúng tôi cũng đã thể hiện ở trên màn hình. Và với phương pháp định giá RNAV thì chúng tôi đưa ra cái mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu Anza là 37.800 đồng trên một cổ phiếu, với upside đó khoảng 18%. Vâng, thưa quý vị, với cả một cái chu kỳ tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam từ nay đến cuối năm 2022 và với một cái cổ phiếu khá là tốt trong ngành bất động sản, là một cái ngành mà cũng hấp dẫn được một cái lượng tiền rất là tốt như thế này, thì chúng tôi hoàn toàn tin rằng cái mức định giá này có thể đến ngay trong năm 2023, và như vậy là đây là một cái mức định giá phù hợp để chúng ta có thể mua cổ phiếu Anza cho khoảng cuối năm nay hoặc là đầu năm 2024. Tuy nhiên, ở trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn luôn lưu ý đến quý vị khán giả với những cái rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, và để mà chúng ta có một cái lượng lợi tức rất là lớn từ các cái cổ phiếu khi mà đầu tư, thì chúng ta luôn luôn nên phân bổ những cái khoản tiền một cái cách phù hợp, để đến khi mà Anza có những cái mức chiết khấu, có những cái mức mà điều chỉnh về những cái mức giá tốt hơn, thì thậm chí chúng ta còn có cả những cái mức lợi tức mà kỳ vọng còn cao hơn cả với những cái mức lợi tức mà chúng tôi đề xuất tại ngày đưa ra cái mô hình định giá này nữa. Đó là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp đến cho quý vị với mã cổ phiếu AGG, là mã cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia và theo dõi và lắng nghe cùng chúng tôi. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì về nhóm ngành bất động sản nói chung cũng như là nhóm cổ phiếu Anza nói riêng, thì xin hãy để lại với chúng tôi ở cái phần comment phía dưới này. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái chương trình khuyến nghị cổ phiếu lần sau.